Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn là mạch khuếch đại nhiệt độ loại K Max 6675. Đây, như các bạn thấy mình đang có ở đây là Max 6675. Thì module này của chúng ta sử dụng IC chính là IC Max 6675. Đấy, hoạt động với lại các cặp dây đo nhiệt loại K. Điện áp hoạt động là từ 3V đến 5,5V. Độ phân giải ADC là 12 bit. Đấy, tức là nó sẽ rơi vào khoảng 0,25 độ trên một đơn vị ADC. Module này thì sử dụng chuẩn giao tiếp FPI, nhiệt độ làm việc là từ âm 20 độ đến 85 độ C. Kích thước của module này thì là rơi vào khoảng là 15 x 25 mm. Thì cái bộ dây đo nhiệt loại K Max 6675 này thì có chức năng là khuếch đại giá trị đo được từ cặp dây đo nhiệt đấy, cho độ chính xác cao và có tính ổn định trong quá trình hoạt động. Mạch sử dụng chuẩn giao tiếp FPI tốc độ cao để truyền nhận với vi điều khiển. Đấy, nó chỉ được ứng dụng trong các cái hệ thống đo đạc nhiệt độ trong môi trường công nghiệp, đảm bảo cái độ chính xác cao và tính bền bỉ. Đấy, các bạn có thể thấy là các cái cặp dây đo nhiệt loại K thì có thể chịu được cái môi trường rất là khắc nghiệt, ví dụ kể cả là ăn mòn hoặc là môi trường nóng nhiệt độ cao thì các cái cặp dây đo nhiệt đấy vẫn có thể chịu được. Thì sau đây thì mình sẽ thử test cái module này đấy, ở trên một cái máy test mà bên mình đã chuẩn bị sẵn như này. Ở đây thì mình sẽ tiến hành kết nối Max 6675 vào cái máy test này. Vi điều khiển mà bên mình sử dụng trên mạch test này là ATmega 8. Thì sau đây mình sẽ cấp nguồn cho mạch test. Đây, bạn thấy là mình ở đây mình sử dụng đầu đó một cặp dây nhiệt loại K để ngay ở đây. Đấy. Các bạn thấy nhiệt độ là 32, sau khi mình sờ tay lên 34, 35. Đấy. Thì với cái module Max 6675 này thì các bạn có thể sử dụng kèm theo với một số cái loại dây đo nhiệt như sau. Đấy. Các bạn có thể sử dụng cặp dây đo nhiệt độ K NDK1M 6M. Đấy. Đây chúng ta sẽ có dạng đầu đo như này. Đấy, tiếp theo thì các bạn cũng có thể sử dụng nó với lại cái loại dây đo nhiệt 1M5C này. Đây. Đấy, các bạn sẽ thấy. Hoặc là các bạn có thể sử dụng nó với cái dây đo nhiệt độ TP01K đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái loại đầu dây cặp dây đo nhiệt loại K này của chúng ta thì có khả năng là chịu được cái môi trường rất là khắc nghiệt, ăn mòn hoặc là nhiệt độ cao thì đều có thể chịu được. Đấy, nó có thể làm việc tốt ở trong môi trường công nghiệp. Video giới thiệu về module Max 6675 của nhóm review đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.